có một chị là nó là bị đau ngay chỗ này và tê, chỗ này là bác sĩ nói bị arthrose, ngón này nó tê, cái bàn tay thì lâu lâu hay bị rút á, cái này có khi chỉ quơ tay thôi là giống như nó bị chặt, đau. Còn bên này thì chỉ đau trên này thôi, không có đau gì nữa, bên này thì không có tê. Hiện nay có đau không? Nay thì không có đau, cái này nó cảm giác nó tê tê thì nó vẫn còn. Vì thực sự mà nói á, là cái cảm giác tê tê của cái ngón út đó đó, thực ra nó có liên quan đến cái cột sống cổ. Chứ còn cái kia nó chỉ là cái phần cầu nối thôi. Cho nên đó là vẫn phải chữa theo cái cột sống cổ. Chút xíu anh gì đó, anh xã chị là chữa cho chị ha. Thì chữa cho cái điểm ở chỗ này, nhớ rồi ha. Rồi xong cái bấm ngũ bội tâm tinh tay, ngũ bội tâm tinh chân luôn nha. Rồi rồi chút xíu tôi sẽ chỉ riêng, tôi chỉ riêng chút xíu, anh kêu tôi lại nha chút xíu. À, giờ mình nhớ quê à, giờ, rồi đi sao tiểu đường bây giờ về nha. Tức là khi mà bị tiểu đường thì đó là dấu hiệu của một cái rối loạn nội tiết à, mà cái tiểu đường nó do hai cái chuyện đó. Thứ nhất là bị cái tuyến tụy, cái thứ hai là bị tuyến yên. Tôi nghĩ em là bị cái tuyến yên là nhiều hơn, bởi vì tuyến yên nó nằm trên não này, nó chỉ nguyên toàn bộ cơ thể. Do nó bị trục trặc á, cho nên em mới có dấu hiệu bị trầm cảm. Do nó bị trục trặc á, cho nên nó mới làm cho em bị là kinh nguyệt không có vấn đề, không có được. Bây giờ chỉ có một cái giải pháp mà tốt nhất hiện nay, đó là phải tích cực chườm đá nóng hàng ngày ở cái vùng da. Và nếu như mà có điều kiện thì nên chườm mỗi ngày 2 lần. Nè, mà còn muốn mà cho nó mà tốt nữa đó nha, tức là chườm ở vùng gan một cái, dùng ở dưới rốn một cái, hiểu không? Tức là hai cục ở dưới rốn, hai cục ở vùng gan. Và một ngày nếu mà chườm được 2 giờ đồng hồ cho một lần vậy thì nó sẽ giúp cải thiện. Tôi hy vọng là năm sau á, là tháng gần gần này á, tôi tới đây em đến để báo cáo kết quả, đồng ý không? Rồi, ba cái này. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.